Thưa quý vị, thưa bà con, chúng tôi nhận thấy có tín hiệu trực tiếp từ trường quay. Alo, VTC 16, xin nghe ạ. Dạ vâng, xin chào khán giả. Xin mời khán giả giới thiệu về bản thân và đặt câu hỏi cho các chuyên gia của chúng tôi ạ. Thưa chuyên gia Trương Văn Dung, hiện nay thì khán giả ở tại Sơn La và khán giả có một cái đàn gà đen. Tuy nhiên sau khi mà gà đi ra ngoài mưa, dính nước mưa về thì gà có dấu hiệu là bị hen khẹt, phân trắng và kém ăn. Hiện nay thì khán giả vẫn chưa sử dụng bất cứ một loại vaccine nào. Xin được hỏi là không biết là gà của gia đình khán giả đang ở trong độ tuổi nào ạ? Gà được độ khoảng 5 tháng ạ. 5 tháng ạ. Dạ vâng, xin mời chuyên gia tư vấn cho khán giả. Vâng, chào chị. Thì rất tiếc là tại sao lại để cho gà ra bị mưa như vậy. Đấy. Thế thì tôi nghĩ thế này, do cái tác động stress bất ngờ của cái chuyện mưa đó. Đấy, cho nên nó bị kết hợp đồng thời hai bệnh. Một là cái bệnh CD do cái vi khuẩn Mycoplasma gannierum gây ra. Cái thứ hai là bị nhiễm cái vi khuẩn tụ trùng. Sự khi mà bị mưa đột ngột như thế thì làm cơ thể suy yếu đi. Thế bản thân cái Mycoplasma có thể nó có sẵn từ ở trong cái đấy, nó trỗi dậy. Thế và cái vi khuẩn tụ trùng xâm nhiễm cái vi khuẩn tụ trùng thì nó dẫn cái bệnh như thế. Thế bây giờ để mà điều trị ấy, thì tôi tư vấn cho chị thế này. Chị nên dùng cái thuốc để mà tiêu diệt. Ở đây chị có thể dùng cái Enrofloxacin. Chị kết hợp với thuốc Ceftiofur. Hoặc là chị dùng cái thuốc Doxycycline, chị kết hợp với thuốc Tyrosine. Hoặc là chị dùng cái thuốc Timicosin kết hợp với cái thuốc Fluoxetine. Đấy, lựa chọn một trong ba công thức đó. Chị cho nó uống một lần trên ngày, cho uống liên tục trong vòng khoảng 5 ngày và thậm chí có thể kéo dài đến 7 ngày. Lưu lượng theo dẫn nhà xuất. Như vậy đồng thời nó sẽ tiêu diệt được hai cái mầm bệnh mà gây nên cái bệnh hỗn hợp mà vừa rồi. Thế và đồng thời với quá trình đó thì chị cần phải chú ý là cho nó uống chất điện giải glucose hòa với vitamin tổng hợp và hòa với men tiêu hóa thì nước, cho nó uống thay nước liên tục trong vòng 3-5 ngày nữa thì chắc chắn bệnh nó sẽ ổn định trở lại. Thế và lưu ý là bên sau đừng để cho gà bị ra mưa đột ngột như thế, đúng không? Đấy. Thế và tất nhiên trong quá trình điều trị mình phải thực hiện biện pháp vệ sinh tiêu độc chuồng nuôi để diệt mầm bệnh ngoài môi trường, bệnh chắc chắn sẽ khỏi. Thế nhưng mà có để lâu dài ấy, thì tôi nghĩ rằng sau khi bệnh nó khỏi rồi, nếu như mà chị không quyết định nuôi dài nữa vì đã 5 tháng rồi, chị có thể ổn định sau đó vỗ béo xuất chuồng. Thế còn nếu mà muốn nuôi lâu dài thì chị buộc phải dùng vaccine phòng bệnh tụ trùng để tiêm phòng. Thì bệnh tụ trùng giá rất rẻ, cái vaccine nó rất rẻ và chúng ta chỉ tiêm mỗi một con một lần thôi. Đấy, thì nó cũng miễn dịch được khoảng 5-6 tháng thì nó sẽ ổn định. Còn riêng cái Mycoplasma thì chúng ta phải cải thiện cái điều kiện chủng nuôi. Thế còn vaccine phòng bệnh Mycoplasma cũng có, nhưng mà tôi thật là cái hiệu quả của vaccine phòng bệnh Mycoplasma không cao lắm, chúng ta không. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Trương Văn Dung với những tư vấn vừa rồi. Và trong quá trình chăn nuôi, nếu như gặp bất cứ khó khăn nào thì chị Thúy có thể gọi đến số 1900 6145 để được các chuyên gia của chúng tôi tư vấn. Xin được chúc cho khán giả chăn nuôi thành công.